Xin mời kính chào khán giả của nghiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến phần tin là Newsom kêu gọi cư dân California khẩn cấp tiết kiệm nước. Thống đốc California là Gavin Newsom vào hôm thứ Hai ngày 23 tháng 5 có cơ hội à, được cả hội kiến với lãnh đạo các nhà cung cấp nước đô thị lớn nhất của tiểu bang và kêu gọi hỗ trợ thúc đẩy cư dân tiết kiệm nước trước mà tình trạng hạn hán ở California mỗi lúc mỗi tồi tệ hơn. Nhật báo Los Angeles Times cho hay, Ông Newsom cũng cảnh báo cho rằng là nếu mà các nỗ lực tiết kiệm nước không cải thiện trong mùa hè này thì tiểu bang buộc phải ra lệnh hạn chế sử dụng nước trên toàn tiểu bang California. 10 tháng trước thì thống đốc Newsom cũng kêu gọi người dân California tự nguyện cắt giảm 15% lượng nước sử dụng, nhưng đến nay tiểu bang vẫn chưa đạt được mục tiêu đó. Các số liệu về việc tiết kiệm nước cho thấy tình hình không khả quan. Việc sử dụng nước ở các thành phố và khu dân cư ngoại ô tăng gần 19% trong tháng 3, tháng đặc biệt ấm áp và khô hạn so với năm 2020. Mức tiết kiệm nước tích lũy trên toàn tiểu bang kể từ tháng 7 chỉ lên đến là 3.7%. Và đến thứ ba, thì theo chỉ thị của thống đốc, Sở Kiểm soát Tài nguyên nước sẽ bỏ phiếu về lệnh cấm tưới nước trên toàn tiểu bang đối với việc tưới nước trên sân cỏ đối với các khu thương mại, công nghiệp và các trường học, cũng như là các quy định yêu cầu các cơ quan địa phương thực hiện việc hạn chế sử dụng nước. Khi so sánh với tháng 3 2020, năm mà cơn hạn hán hiện tại bắt đầu, sử dụng nước trung bình ở các thành phố và khu dân cư trên toàn tiểu bang đã tăng gần là 18.9%. Trong khi đó, thì hãng Hyundai đầu tư hơn 10 tỷ Mỹ Kim ở Mỹ đến năm 2025. Các thưa quý vị, hãng xe Hyundai của Nhật Bản vào hôm chủ nhật ngày 22 tháng 5 thông báo sẽ đầu tư thêm 5 tỷ mỹ kim ở Mỹ đến năm 2025 để tăng cường hợp tác với các công ty Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật tối tân theo Reuters. Hãng xe chưa biết là khoản tiền trên được công bố trong chuyến thăm xô của tổng thống Joe Biden để được dùng để đầu tư vào lĩnh vực là robot di chuyển hàng không đô thị lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo và công ty Hyundai Motor sở hữu Hyundai và Kia hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 5 đã công bố kế hoạch đầu tư là 5.5 tỷ Mỹ Kim vào tiểu bang Georgia để xây dựng các cơ sở sản xuất xe điện và pin xe điện. Các cơ sở sản xuất xe điện và pin mới của Hyundai sẽ có trụ sở tại tiểu bang, quyền được làm việc phía Nam, nơi mà các liên đoàn lao động ít phổ biến hơn và không thể yêu cầu công nhân tham gia. Tổng thống Joe Biden cũng tự mô tả mình là vị tổng thống ủng hộ nghiệp đoàn nhất trong lịch sử, nhưng thỏa thuận do thống đốc đảng Cộng hòa Georgia công bố cho thấy tổng thống Biden phải thỏa hiệp khi mà thu hút đầu tư ngoại quốc. Ông Ersun Chung là chủ tịch Hyundai Motor không bình luận về các công đoàn của Mỹ. Khoản đầu tư mới nâng tổng số vốn theo kế hoạch của Hyundai tại Mỹ lên đến năm 2025 lên khoảng 10 tỷ Mỹ Kim, cao hơn mức 7.4 tỷ Mỹ Kim công bố vào năm ngoái hãng xe hơi lớn thứ ba trên thế giới về doanh số bán xe, không chưa biết là số tiền 5 tỷ Mỹ Kim bổ sung sẽ được đầu tư vào lĩnh vực nào tại Mỹ. Trong khi đó, thì Tòa án Cộng sản Việt Nam nương tay với quan chức nhưng nặng tay với dân. Tòa án Cộng sản Việt Nam kết án nhẹ đối với đảng viên chiết sắc cấp cao của chế độ nhưng lại rất là nặng tay đối với người dân dù tội rất nhẹ. Hôm thứ Hai ngày 23 tháng 5, tờ pháp luật của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam phỏng vấn ông Lưu Bình Nhưỡng là Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội về bản án mà Tòa án thành phố Hà Nội kết án ông cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường. Được biết, ông Cường bị Tòa án thành phố Hà Nội bị kết án 4 năm tù vào hôm 19 tháng 5 vừa qua, dù đã bị đề nghị 7-8 năm tù đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án cấp giấy phép bán thuốc giả để chống bệnh ung thư điều tra ị ạch cả chục năm qua tới bây giờ mới xử án. Thời gian đó, ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ký giấy phép cho công ty nhập cạn thuốc chữa bệnh ung thư từ Canada. Về sau được biết là một loại thuốc giả, không có tác dụng chữa ung thư gì cả. Nhóm người nhập cảng thuốc chỉ hoạt động lường gạt, kiếm tiền trên sinh mạng của các nạn nhân là những người đang cần thuốc để chống đỡ với chứng bệnh mà mạng sống đếm từng ngày. Trong phiên tòa kể trên, Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma bị kết án trước sau tới 30 năm tù vì buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Còn 12 người nữa bị kết án từ 2 năm tù đến 20 năm tù, gồm cả viên chức của Bộ Y tế và thành viên của VN Pharma với các tội như là thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Di luận đặc biệt chú ý vì ông Trương Quốc Cường là viên chức chính phủ có thẩm quyền ký cấp giấy phép nhập cảng. Nếu ông không ký thì thứ thuốc giả đó không được bán trên thị trường tại Việt Nam và có thể hàng trăm hay hàng ngàn người uống lầm một loại thuốc tưởng lầm là cứu mạng cho họ. Liên quan đến phần tin khác thì cộng sản Việt Nam không nói thật về nợ công mà người dân đang gánh. Nhà nước Cộng sản Việt Nam không báo cáo Quốc hội mức nợ công hiện nay cũng như là mỗi người dân đang phải oằn lưng để gánh là bao nhiêu. Thứ Hai, 23 tháng 5, ông Trần Sĩ Thanh là Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ báo cáo theo nhiệm vụ của ông. Trong phiên họp đầu năm của Quốc hội Cộng sản Việt Nam về tổng số nợ công của chế độ tính đến cuối năm 2020, nếu mà chia đều ra thì mỗi người bất kể già trẻ lớn bé, mỗi người phải gánh bao nhiêu. Theo Thờ Dân Trí thuật lại, ông Trần Sĩ Thanh báo cáo là dư nợ công đến cuối năm 2020 là hơn 3.52 triệu tỷ đồng, tăng 6.2% so với năm 2019. Nợ công bình quân đầu người là 35.1 triệu đồng trên một người, có xu hướng tăng qua các năm. Không thấy ông nói gì đến khoản nợ công trong năm 2021 và năm nay dự trù phải vay thêm bao nhiêu ngân sách nhà nước cộng sản Việt Nam thu không đủ bù chi à, mới có được mới có đủ tiền để thực hiện các dự án đầu tư công cũng như là nuôi quần máy đảng và nhà nước cồng kềnh. Bởi vậy nợ công của cộng sản Việt Nam chồng chất năm này sang năm khác không bao giờ giảm bớt mà người dân sẽ phải trả. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 vừa qua, báo chí tại Việt Nam dẫn tờ trình của Bộ Tài chánh báo cáo chính phủ về số tiền mà nhà nước phải trả nợ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1.2 triệu tỷ đồng. Ba năm vừa qua, tình hình đại dịch gây ra bởi virus COVID-19 ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa để xuất cảng, đánh thuế lấy tiền nuôi chế độ, bị ảnh hưởng theo. Ngân sách Cộng sản Việt Nam vốn dĩ thiếu hụt thường xuyên lại càng khốn đốn thêm khi mà hạn xưởng phải đóng cửa hoặc là cắt giảm sản xuất. Những gì được nêu ra trên báo mạng Vietnamnet theo tờ tường trình kể trên, cộng sản Việt Nam sẽ phải vay nợ trong năm 2022 tối đa là 673.546 tỷ đồng, bao gồm vay bù đắp nội chi ngân sách trung ương là 450.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 196.149 tỷ đồng, huy động vốn vay ODA, vay ưu đại nước ngoài của chính phủ cho vay lại khoảng 26.697 tỷ đồng. Hồi tháng 10 năm ngoái, Cộng sản Việt Nam nêu ra con số nợ công là 3.7 triệu tỷ đồng hay 160 tỷ đồng. Thời điểm này, mỗi người Việt Nam phải gánh mỗi người khoảng nợ công là hơn 37 triệu đồng. Sang năm nay, vì nợ công tiếp tục gia tăng, mỗi người phải gánh khoảng 40 triệu đồng hay lối là 1.740 Mỹ Kim. Trong khi đó, thì giới chức phường ở Sài Gòn trộm tài sản khi cưỡng chế nhà dân. Hôm 23 tháng 5, ông Nguyễn Ngọc Tuấn là chủ tịch của phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức xác nhận là đã chỉ đạo công an phường xác minh việc người dân trình báo bị nhóm cán bộ thực hiện. Việc cưỡng chế phá dở nhà tại đường số 1, khu phố 7 đã rộn tài sản của gia đình. Nói với báo Thanh Niên thì ông Tuấn cho biết là thực hiện việc cưỡng chế nhà của bà VC là đúng quy trình, riêng trách nhiệm của cán bộ phường tham gia phá nhà trộm tài sản của người dân thì đang yêu cầu những người liên quan báo cáo, nếu có thiếu sai sót sai phạm thì sẽ đề nghị phương án xử lý theo đúng quy định. Báo pháp luật Sài Gòn cho hay hôm 19 tháng 5, bà BC ở thành phố Sài Gòn ở huyện Hiệp Bình Chánh cho biết là sau nhiều lần bà khóc lóc đòi lại tài sản, ông Giảng Phan Hồng Phúc Phó Chủ tịch Phường Kim trưởng đoàn cưỡng chế và công an khu vực đã xin lỗi và trả lại đồng hồ nhẫn cho gia đình của bà, nhưng vẫn còn thiếu nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Đây là số tài sản bà để trong nhà, nhưng bị thành viên của đoàn cưỡng chế lấy trộm khi mà phá dở căn nhà của bà bà si cho biết là hôm 29 tháng 4 gia đình của bà có nhận thông báo của ủy ban phường hiệp bình chánh về việc cưỡng chế căn nhà mà gia đình của bà đang ở do xây dựng không phép vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 và bà đã đồng ý với chủ trương cưỡng chế của phường tuy nhiên hôm 17 tháng 5 trong lúc bà si đi bình dương công tác còn chồng bà phải về quê bình định cho mẹ trên 90 tuổi đang bệnh nặng chưa trở về kịp thì đoàn cưỡng chế của phường đã đến cắt khóa thu dọn toàn bộ đồ đạc trong gia đình của bà để sang phía đối chuyện nhà, sau đó ngôi nhà bị đoàn cưỡng chế để phá bỏ. Đêm tối bà C phải sống tạm trong nhà xưởng, hai con gái của bà phải sang nhà hàng xóm ở nhờ. Đến sáng ngày 18 tháng 5, bà C đến nơi phường để đồ đạc tìm quần áo cho con đi học thì thấy sợi dây chuyền vàng rớt ra ngoài. Bà C tiếp tục kiểm tra thì không tìm thấy các tài sản khác bao gồm chiếc nhẫn, ba con heo đất có khoảng 10 triệu đồng bên trong, một cái mắt kính, 8 cái đồng hồ đeo tay, trong đó có 5 cái có giá trị. Sau khi phát hiện tài sản bị mất, chiến kiến ngôi nhà chỉ còn là đống ngổn ngang, bà C đã khóc và cầu cứu người thân hàng xóm. Sau đó bà C trình báo qua điện thoại với ông H, công an khu vực phường Hiệp Bình Chánh. Sau khi gia đình của bà khóc lóc đòi làm lớn chuyện, thì gần trưa ngày 18 tháng 5, công an khu vực mang đến nhẫn để trả lại cho bà C tại đầu hẻm số 1. Trong khi đó, thì tàu Cát Linh Hà Đông đột ngột dừng vì trời mưa, hành khách nhốn nháo. Hành khách đi tàu điện Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội trong chiều ngày 22 và 23 tháng 5 đã nhốn nháo lo sợ vì đoàn tàu đang chạy thì đột ngột dừng lại giữa lúc mà cầu cạn lúc chuẩn bị cập vào nhà ga không được ai giải thích về việc vừa xảy ra, báo dinh chiều ngày 23 tháng 5 dẫn lời của ông Vũ Hồng Trường là tổng giám đốc là Hà Nội Petro xác nhận chưa biết, bình thường thì tàu điện được lái theo chế độ tự động, nhưng hai hôm nay trời mưa, chế độ tự động trơn trượt nên tàu phải đổ không đúng điểm, chúng tôi phải chuyển sang chế độ lái thủ công. Tuy nhiên, thì ông Vũ Hồng Trường khẳng định tình trạng trên không liên quan đến trách nhiệm của tổng thầu và các bên thi công. Đây là quy trình thông thường mà khi tàu điện gặp hiện tượng là trơn trượt. Mỗi lần tình huống trên tái diễn, lái tàu chuyển chế độ lái từ tự động sang thủ công. Ở vị trí hành khách, nhiều người dân lo ngại quy trình xử lý trơn trượt như cách giải thích của lãnh đạo Hà Nội Metro sẽ gây nhiều phiền tóa cho người đi tàu, nhất là khi mùa mưa Hà Nội mới bắt đầu và kéo dài đến hết tháng 7. Trước đó hôm 6 tháng 11 năm 2021, sau 13 năm lập dự án và nhiều lần lỡ hẹn, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông mới chính thức vận hành. Báo VTC News cũng dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Đông, thiếu trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại lễ bàn giao dự án cho Hà Nội nói, tiêu chuẩn của Trung Quốc cũng dựa trên hệ tiêu chuẩn Âu Châu nhưng tùy thuộc vào điều kiện một quốc gia có tiêu chí áp dụng khác nhau. Tuy vậy, đây cũng là bài học cho Bộ Giao thông Vận tải, các đô thị lớn trong việc triển khai các dự án đường sắt đô thị sau này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.